bởi tuyên bố khởi kiện OnlySea sau scandal tố ăn cắp chất xám. Sau gần một tuần lời qua tiếng lại, Hằng Khởi cho biết anh đang làm việc với luật sư sau khi đã gửi đơn kiện nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thạch, nghệ danh OnlySea. Tuần qua, một cuộc tranh cãi xoay quanh vấn đề tác quyền đã xảy ra giữa Hằng Khởi, một ca sĩ chưa mấy tên tuổi, và nhạc sĩ OnlySea. Sáng ngày 13 tháng 7, Hằng Khởi đăng tải trên trang cá nhân dùng status tố cáo OnlySea ăn chặn tiền tác quyền hai ca khúc Lời Anh Chưa Nói và Tell Me Why do anh sáng tác. Theo Hằng Khởi, số tiền đáng lẽ thuộc về anh lại được một trang nhạc trực tuyến thanh toán cho nhạc sĩ OnlySea, và sự việc này đã kéo dài suốt 2 năm qua. Chia sẻ với báo chí, Hằng Khởi nói, gần đây hai ca khúc trên bất ngờ được nhiều người quan tâm và có lượt nghe cao, nhưng anh không nhận được khoản tiền nào từ tác quyền các nhạc phẩm này. Cùng công ty quản lý kiểm tra, anh phát hiện số tiền bản quyền được trả cho tài khoản có tên Nguyễn Phúc Thạch. Hai ca khúc trên và OnlySea không hề có sự liên quan, tại sao anh ấy lại thay mặt tôi cầm tiền? Sự việc này khiến tôi không thể im lặng được nữa, nên tôi quyết định lên tiếng, Hằng Khởi nói. Trước lời tố, OnlySea từng lên tiếng bác bỏ, đồng thời đưa ra bằng chứng khẳng định bản thân không liên quan đến vụ việc trên. Theo OnlySea, anh đã liên lạc với các đối tác phân phối sản phẩm âm nhạc để xác thực thông tin và có một trang nghe nhạc trực tuyến đã thanh toán nhầm tiền tác quyền do nhầm lẫn. OnlySea cho biết sẽ nhờ đến sự can thiệp của tòa án. Giữa lúc sự việc chưa được giải quyết, Hằng Khởi mới đây đăng tải hình ảnh anh đang có mặt tại tòa án và cho biết đã gửi đơn kiện OnlySea lên Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì ăn chặn tác quyền hai ca khúc do anh sáng tác. Chuyện đời lạ thật, vừa ăn cắp vừa la làng. Kẻ ăn cắp lại đòi kiện người mất của, tôi sẽ làm cho đúng đạo lý, sẽ đi kiện trước vậy. Hẹn gặp lại nhau tại tòa nhé OnlySea, Hằng Khởi tuyên bố. Trước hành động này, một số khán giả ủng hộ Hằng Khởi, trong khi số khác cho rằng anh đang làm rùm beng câu chuyện để cố tình gây chú ý. Trao đổi với báo chí, OnlySea cho biết anh đang tập trung cho sản phẩm mới, nên sẽ chỉ lên tiếng sau khi sự việc đã ngã ngũ. Hằng Khởi ra mắt công chúng vào tháng 5 năm 2015. Trở về Việt Nam sau 2 năm được đào tạo tại công ty Curve Entertainment của Hàn Quốc, Hằng Khởi xây dựng hình ảnh và sự nghiệp ca hát theo hướng chuyên nghiệp. Nhưng đến nay, phần đông công chúng biết đến giọng ca sinh năm 1993 là do anh có ngoại hình giống với Sơn Tùng MTV. Còn OnlySea tên thật là Nguyễn Phúc Thạch, là nhạc sĩ, ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc. Anh được biết đến với một số ca khúc như Anh Không Đòi Quà, Tắt Đèn, Đếm Ngày Xa Em, Yêu Không Nghỉ Phép, Yêu Là Tha Thu và Em Chưa 18. Tiết lộ sự thật đằng sau phát ngôn rất tiếc về sự cố của Hương Giang từ nhà thiết kế Hà Duy. Tối ngày 30 tháng 6, showbiz Việt xôn xao trước một sự cố hy hữu. Hoa hậu Hương Giang là vedette trong show thời trang của nhà thiết kế Hà Duy, song vì ngồi trong hậu trường nên Hương Giang không biết đã tới phần biểu diễn của mình nên đã bị cắt bỏ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ban tổ chức chương trình đã gửi thông cáo báo chí có phần chia sẻ của nhà thiết kế Hà Duy về sự việc. Trong thông cáo, nhà thiết kế Hà Duy bày tỏ sự tiếc nuối khi xảy ra sự cố và mong muốn sẽ có cơ hội khác để hợp tác với Hương Giang. Tuy nhiên, vào chiều ngày 1 tháng 7, nhà thiết kế này bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân rằng anh không hề tiếc nuối hay bỏ rơi Hương Giang. Hà Duy còn tố thẳng việc Hương Giang làm thiếu chuyên nghiệp. Hơn 100 con người lao động chỉ để một chương trình thời trang diễn ra suôn sẻ và sự chuẩn bị cho những màn xuất hiện đúng như ý đồ của cả ekip, thì một cá nhân lại chờ đợi sự chăm sóc và nhắc nhở nhiều lần mới ra sân khấu, lý do bởi vì cô ấy là ngôi sao mới nổi và được mời trình diễn vì mối quan hệ quen biết. Điều này khiến nhiều người tò mò rằng vì sao nhà thiết kế Hà Duy lại lật mặt như vậy. Liên hệ với Hà Duy, anh cho hay: thông cáo báo chí là do phía đại diện truyền thông của tôi viết vào đêm qua. Tôi chưa kịp dịch nội dung thì thông cáo đã được gửi đi cho các báo. Sáng nay, tôi đọc được thông tin và thấy nhiều người cho rằng tôi và ekip của mình làm việc không chuyên nghiệp tới mức bỏ quên cả vedette thì tôi không hài lòng. Tôi bắt buộc phải lên tiếng để mọi người hiểu được sự việc và ekip của tôi không bị oan. Theo chia sẻ của nhà thiết kế Hà Duy, anh chính là người đôn đốc các người mẫu trong cánh gà sân khấu. Và khi đã tới giờ diễn nhưng không thấy Hương Giang, thì anh bắt buộc phải đẩy Phạm Hương ra sân khấu độc diễn. Tôi chính là người đẩy mẫu ở cánh gà. Đúng là trước đó Hương Giang có chạy ra hội đạo diễn và Phạm Hương về cách đi, nhưng sau đó cô ấy lại quay ra phòng trang điểm ngồi vì lý do cánh gà quá nóng. Tôi cho rằng Hương Giang không hề có động thái theo sát chương trình để chuẩn bị cho phần trình diễn của mình. Bởi vì cánh gà sân khấu cách phòng trang điểm khá xa, một mình Hương Giang ngồi đó trong khi tất cả người mẫu khác như Phạm Hương, Thanh Tú, Hồng Quế đều tập trung ở cánh gà rồi. Giang biết mình là một trong hai người mẫu diễn vedette ở cuối chương trình. Nếu là người chuyên nghiệp, bạn ấy phải tự biết đã tới giờ và đi ra khu vực cánh gà để chuẩn bị trước.
khi người mẫu cuối cùng đi vào, nếu chờ đợi để đi gọi Hương Giang thì sân khấu sẽ bị chết, nên tôi bắt buộc phải để Phạm Hương ra diễn một mình. Tới khi Phạm Hương đã đi vào rồi thì Hương Giang mới xuất hiện ở khu vực cánh gà. Tôi chỉ đặt ra một câu hỏi, nếu Phạm Hương cũng vì nóng mà không đứng trong cánh gà ở thời điểm đó, thì ai sẽ là người diễn màn kết show của tôi, trong khi tôi mời người mẫu, trả cách xe không hề thấp cho tất cả các mẫu. Sự việc xảy ra, phía Hương Giang cho rằng đó là lỗi của tôi và ban tổ chức khi không có người nhắc nhở diễn cho người mẫu. Nhưng trong trường hợp này, ai mới là người không chuyên nghiệp? Hello góc khuất cuộc sống đầy bí ẩn và nỗi buồn không được gặp con sau ly hôn của diễn viên Trung Dũng. Trong Gạo Nếp Gạo Tẻ, nếu Hương do Lê Phương đóng đáng thương bao nhiêu thì ở tuyến nhân vật Nam, Kiệt do Trung Dũng đóng cũng là nhân vật gây bức bối bấy nhiêu. Xuất thân nghèo khó, Kiệt cố gắng vươn lên để làm giàu vì không có tiền mà anh đã để mất người yêu từng gắn bó với mình gần 10 năm trời. Thế nhưng đến khi giàu có lấy được cô vợ top 10 Hoa hậu Việt Nam thì Kiệt lại bất ngờ bị phá sản, sống kiếp lầm lũi, chó chui gầm cạn, vô cùng ê chề và tủi nhục. Về vai diễn nhu nhược đáng thương này, Trung Dũng tiết lộ khi nhận kịch bản anh không mặn mà lắm, nghĩ đơn giản nhân vật chỉ đi lòng vòng quanh nhà cả ngày thì chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng với khả năng diễn xuất có chiều sâu nội tâm cực nặng, Trung Dũng đã khiến khán giả bị ám ảnh với nỗi khổ và tâm lý đè nặng lên trái tim lương thiện của người đàn ông do anh thủ vai. Trong phim Bi Đát là vậy, còn ngoài đời Trung Dũng cũng có một cuộc hôn nhân bí ẩn không mấy tốt đẹp. Anh tiết lộ có vợ con ở nước ngoài nhưng đã ly hôn do bất đồng quan điểm sống. Hiện nay, con trai của anh đã 12 tuổi, sống với mẹ. Thế nhưng vì vợ anh không muốn hai bố con gặp nhau nên tìm cách ngăn cản. Ngoài những chia sẻ hiếm hoi đó, nam diễn viên chưa bao giờ hé lộ bất cứ thông tin nào về người phụ nữ đã đi qua cuộc đời mình. Cho đến bây giờ, vợ cũ Trung Dũng là ai vẫn còn là một ẩn số của làng giải trí. Chuyện vợ con của tôi thì chỉ mình tôi biết thôi, tôi không muốn chia sẻ với ai cả. Tôi có vợ và con nhưng chúng tôi không hợp nhau nên đã chia tay. Vợ tôi không muốn cho con mình nhìn mặt ba nên đem con đi. Trong showbiz này nhiều người như vậy, con cái bị ngăn cấm nên không được gặp bố mẹ. Tôi chưa có vợ không có nghĩa là tôi không có nhiều người yêu, chưa lấy vợ không có nghĩa là chưa đeo nhẫn. Tôi được ông trời cho sự nổi tiếng, cho tình cảm của khán giả, cho nhiều thứ. Tôi đóng phim cũng là kinh doanh mà không cần hồi vốn. Sau một bộ phim, tôi được vài trăm triệu liền. Hơn nữa, bộ phim chiếu ra thì tôi còn được nổi tiếng, được mời làm quảng cáo. Ông trời cho nhiều nên sẽ lấy lại của mình một thứ gì đó. Tôi biết điều đó nên cứ gói ghém mà sống. Trung Dũng tâm sự. Cách đây khoảng 4 năm, Trung Dũng dính phải nghi vấn đồng tính khi có những chia sẻ đặc biệt về câu chuyện này. Anh tâm sự. Đồng tính không phải là một điều gì đáng phải xấu hổ cả. Đó là tình yêu, vốn là chuyện giữa hai con người, chứ không hề bị ràng buộc bởi giới tính, màu da, địa vị hay tôn giáo. Từ đó anh đưa ra những quan điểm giống như một người trong cuộc. Rất nhiều đôi đồng tính do bị xã hội kỳ thị, họ lại càng thấm thía hơn giá trị của mối quan hệ, từ đó bền chặt hơn. Dựa trên điều này tôi hoàn toàn có thể nói rằng mình có thể yêu một người đàn ông nếu đó là người tốt, chân thành và đam mê trong tình yêu. Thời điểm đó Trung Dũng đang tham gia vào một bộ phim có chủ đề đồng tính, có tên Lạc Giới, được xây dựng kịch bản trên ý tưởng của chính bản thân anh. Diễn xuất quá đạt của Trung Dũng trong phim và những ồn ào câu chuyện riêng tư ngoài đời đã khiến nam diễn viên gặp phải những lời đồn đại về giới tính. Tuy nhiên sau đó Trung Dũng nhiều lần lên tiếng khẳng định mình chuẩn men và cho biết những tin đồn đó khiến anh cảm thấy rất buồn. Nam diễn viên khẳng định sau Lạc Giới sẽ không tham gia bất kỳ vai diễn nào nữa vì không còn cảm xúc với những vai kiểu đó. Còn về quan điểm chọn phụ nữ, Trung Dũng tiết lộ, tôi thích những người phụ nữ mạnh mẽ, tóc dài, bụi bụi, biết chăm sóc bản thân và chơi thể thao. Tôi mê những cô gái chơi thể thao vì trông họ rất sexy, đặc biệt là phần đùi và phần cánh tay của họ. Hơn nữa, tập thể thao cũng nâng cao ý chí cho họ, giúp họ có sức khỏe và không bị đàn ông làm chủ. Tôi rất sợ những người phụ nữ thụ động và thiếu ý chí. Huỳnh Anh bị chỉ trích dữ dội là trùm nói dối khi liên tục lấy lý do bệnh tật để đối mặt với scandal. Vụ việc Huỳnh Anh bị Việt Hương tố bỏ show khiến ekip thực hiện chương trình truyền hình Tần Số Tình Yêu gồm hơn 100 người phải chờ đợi mỏi mòn, tiếp tục được cư dân mạng nhiệt tình đào bới. Theo đó, ngoài việc mắng nam diễn viên vô trách nhiệm, gây ảnh hưởng đến công việc của người khác, một số người còn cho rằng chuyện Huỳnh Anh lấy lý do bệnh tật ra để biện minh cho hành động của mình là sai hoàn toàn. Bởi trong quá khứ, Huỳnh Anh cũng từng một lần khiến fan thất vọng vì thông tin công bố rằng bị nôn máu ở phim trường, đồng thời phải nhập viện gấp do chảy máu dạ dày nặng. Dẫu vậy, khi fan kéo đến bệnh viện thăm thì không thấy thần tượng đâu, mà có người chia sẻ vẫn thấy Huỳnh Anh đi coi phim bình thường. Khi tin đồn này xuất hiện giữa tâm bão vụ bỏ show Tần Số Tình Yêu, khán giả đã nặng lời chỉ trích Huỳnh Anh.
Liên hệ với quản lý cũ của nam diễn viên, ông Bầu Quang Cường, người này xác nhận rằng chuyện Huỳnh Anh bị ốm nặng, phải vào bệnh viện phẫu thuật là hoàn toàn có thật. Hôm đó Huỳnh Anh chảy máu rất nhiều trên phim trường. Khi đi cấp cứu ở bệnh viện thì phát hiện máu dạ dày rất nặng. Nếu không phẫu thuật kịp thời thì đành phải trả về vì không thể cứu sống. Bản thân tôi không thể ký xác nhận để cho Huỳnh Anh mổ. Nếu đợi người nhà bay từ Hà Nội vào thì cũng mất mấy tiếng, không kịp chữa trị. Sau đó tôi đành lôi hợp đồng 8 năm giữa tôi và Huỳnh Anh, cũng như tận dụng mối quan hệ cá nhân để nhờ bệnh viện hỗ trợ mổ gấp. Sau ca mổ thành công, Huỳnh Anh mất thêm 7 ngày điều trị mới ổn định lại được. Huỳnh Anh sinh năm 1992, anh hiện đang thu hút nhiều sự chú ý khi tham gia phim truyền hình Cả Một Đời Ân Oán. Huỳnh Anh từng có thời gian hẹn hò với Á hậu Hoàng Oanh, nhưng cuối cùng hai người đã chia tay vì những bất đồng không thể hàn gắn. Huỳnh Anh từng được đánh giá là nam diễn viên sáng giá bởi ngoại hình điển trai, diễn xuất ổn. Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên vẫn cứ trồi sụt bất thường. Nguồn tin hậu trường cho biết, sở dĩ Huỳnh Anh chưa bật lên được là vì nam diễn viên thiếu sự tập trung, làm việc cảm tính, thường xuyên gây ảnh hưởng đến người khác vì tính cách vô tư và hời hợt của mình.